Xin chào các bạn, nay Đăng Phương Auto xin giới thiệu thiết bị hiển thị tốc độ HUD dành riêng dòng xe Mazda 3 được gắn tại vị trí màng loa. Đây là thiết bị hiển thị tốc độ HUD Mazda 3 có những tính năng, nhất là hiển thị tốc độ, hiển thị vòng tua, hiển thị tình trạng mở cửa của bốn cánh, cảnh báo xuất lốp, kiểm tra được ắc quy, nhiệt độ của nước làm mát, cảnh báo tốc độ, cảnh báo vòng tua. Ngoài ra thì có thể tắt một số tính năng mà chúng ta không mong muốn hiển thị, có thể tắt được. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách lắp đặt trên dòng xe Mazda 3. Rất đơn giản thôi. Thiết bị này được một HUD để sẵn vào màng loa đúc sẵn. Thứ hai là dây cắm cổng USB 2. Bộ dây này rất chi là thông minh. Thứ nhất là dây có chế độ là bỏ chia luôn, nếu chúng ta cắm vào thì vẫn còn dư một cổng HUD, cổng USB 2. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách lắp đặt như sau. Để lắp thiết bị HUD này, chúng ta chỉ cần thứ nhất thì cái cạnh nhựa này thôi. Cạnh nhựa này thì khi giao hàng chúng tôi sẽ có sẵn cạnh nhựa này. Chúng ta sẽ tiến hành lắp đặt. Đầu tiên là chúng ta sẽ cậy bằng loa ra. Đấy, chúng ta chỉ cần dí vào là cậy được bằng loa ra. Ok, sau khi cậy bằng loa ra, chúng ta sẽ tiến hành đi dây và lắp đặt. Đi dây, chúng ta luồn dây xuống. Ok, chúng ta luồn dây thẳng xuống cho vào lỗ để chúng ta sẽ múi dưới, từ dưới nó kéo ra. Đấy, chúng ta đút dây vào. Đấy, từ từ đã. Xem đút dây có lỗ nào, nhấc cao lên một chút. Đây, chúng ta nhìn thấy là có cái lỗ ở phía dưới này. Quanh ngoài. Đấy, chúng ta chỉ cần đút dây vào đây là xong thôi. Chúng ta kéo thẳng dây xuống, không có ngoài được. Sau khi xuống chúng ta ấn thẳng xuống. Ok. Bây giờ chúng ta tiến hành múi xuống để chúng ta tìm đầu dây. Chúng ta múi xuống. Chúng ta tìm đầu dây. Tìm được chưa? Rồi. Ok, sau khi tìm được dây rồi, chúng ta chỉ việc cắm vào dây cổng USB 2. Chúng ta cắm vào dây HUD. Đấy. Ok. Đây, chúng ta chỉ việc cắm vào cổng đây. Chúng ta nhìn thấy vị trí cắm đây. Ok. Sau khi cắm xong, chúng ta sẽ cắm vào cổng USB 2. Đây là cổng USB 2. Đấy, như vậy là chúng ta đã lắp đặt thành công thiết bị HUD dành cho dòng xe Mazda 3. Ok, sau khi lắp đặt xong thì chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra. Lắp đặt xong ta sẽ tiến hành gắn phim. Thì mình sẽ có video hướng dẫn gắn phim. Xin chào các bạn, hôm nay Đăng Phương Auto xin giới thiệu cách cài đặt thiết bị hiển thị tốc độ HUD dành cho dòng xe Mazda 3. Đây là HUD đã được chúng tôi cài đặt, lắp đặt trên xe Mazda 3, toàn bộ sản phẩm là cắm giắc 100%. Bây giờ mình sẽ tiến hành cách cài đặt. Thứ nhất là bình thường thì chúng ta để hiển thị tốc độ và vòng tua. Chúng ta muốn kiểm tra xem là nhiên liệu tiêu thụ tức thời là bao nhiêu, ví dụ 0,9 lít trên giờ, hoặc tắt đi, hoặc là lại vòng tua, được chưa ạ? Chúng ta chỉ cần bấm nút trừ này thôi, nên lít trên giờ, bấm phát nữa là tắt đi, phát nữa là vòng tua. Chúng ta có thể bấm nút cộng. Đấy, đây là đơn vị của Mỹ. Đấy, chúng ta có thể kiểm tra độ C, ví dụ đây là nhiệt độ của nước làm mát là 90 độ C. Chúng ta có thể kiểm tra điện áp là 15,4V. Bấm phát nữa thì chúng ta sẽ tắt đi, không hiển thị tốc độ nữa. Bấm một phát nữa chúng ta sẽ quay lại tốc độ. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các tính năng và cách cài đặt như sau. Chúng ta có thể mở sách hướng dẫn ra. Đây là bảng sách hướng dẫn, từ trên xuống dưới tổng cộng chúng ta có 21 hạng mục. Hạng mục thứ nhất là chúng ta muốn cài đặt thì chúng ta chỉ cần bấm nút ở giữa này, set này giữ 5 giây. Ok. Đấy.
Màn hình hiển thị số 1 ở dưới là menu số 1 và số 2, chúng ta nhìn ngược lại đây thực tế là số 2. Số 2 là thể hiện là hiển thị toàn bộ các chức năng của xe. Hiển thị tất cả các chức năng của HUD. Xin lỗi, là hiển thị tất cả các chức năng của HUD. Số 2 ở phía dưới, các bạn nhìn thấy số 2 này. Số 2 theo đúng menu đây là điều chỉnh độ sáng. Chúng ta sẽ để là 0 hoặc 3 thì chúng ta sẽ chuyển số 3 này về số 0. Số 0 thì sẽ tự động điều chỉnh ánh sáng. Chúng ta để số 3 thì là sẽ ánh sáng. Hiện tại mình đang cài ở trong chỗ này nên mình sẽ để ánh sáng sáng nhất. Menu số 3 là hiển thị cái chính là tốc độ. Nếu chúng ta để 0 là tốc độ. Chúng ta để số 1 hiển thị đơn vị vòng tua. Số 2 hiển thị nhiệt độ C. Số 3 hiển thị là tắt đi. Thì chúng ta sẽ để số 0 nhé. Ta để số 0. Số 0 thể hiện hiển thị tốc độ. Menu số 4 là về động cơ 1.6 tương 16 lít. Đấy, ví dụ xe này là 1.6, ta để 1.6. Nếu xe 2.2 chúng ta để 2.2. 2.0 để 2.0, xin lỗi. Số 5 là điện áp 135V thì chúng ta có thể chuyển thành 13.5V thì sẽ là 135, mà 13.2V thì sẽ là 132. Ví dụ chúng ta thường để 132 là ok này. Menu số 6 là Speed Modify. Cái menu số 6 này là chúng ta điều chỉnh cái tốc độ của xe. Trong hợp tốc độ của xe mà lớn hơn thì chúng ta sẽ giảm cái HUD này, giảm, tăng hoặc giảm. Ví dụ đây là 1.6 này, 1.5 này, 1.4 này. Ví dụ như 1.4 thì chúng ta sẽ để theo nhà sản xuất là 1.5. Trong trường hợp mà tốc độ của xe thấp hơn tốc độ của HUD thì chúng ta sẽ tăng cái tốc độ HUD lên 106, 107, 108. Còn tốc độ của xe mà lớn hơn, của HUD mà lớn hơn thì chúng ta sẽ giảm này xuống. Đấy, nhà sản xuất để 1.5. Menu số 6. Menu số 7 là vòng tua, cũng vậy, điều chỉnh vòng tua, tăng hoặc giảm vòng tua để phù hợp với xe. Menu số 8 là cảnh báo tốc độ, cảnh báo vòng tua. Chúng ta để 20.000 RMB, 20.000, 50.000. Tiếp theo là cảnh báo vòng tua sang số. Đây là số tự động. Menu số 10 thì Over Speed Alarm. Chúng ta để số 1 thì là tốc độ 60, 80, 100 nó báo. Chúng ta để số 0 thì Close. Chúng ta sẽ để số 1 theo sản xuất. Menu số 11 là cảnh báo tốc độ. Chúng ta sẽ để tầm 120. Như này là 120 rồi. Chúng ta có thể giảm về, chúng ta có thể giảm về 100. Có 100 sẽ có báo động. Ok. Số 12 là nhiên liệu tiêu thụ tức thời, cũng không quan trọng lắm. Số 13 không quan trọng lắm. Số 14 bỏ qua. Số 14 là đơn vị km, hoặc là mét. Thì ở Việt Nam chúng ta sử dụng km, chúng ta sẽ để số 0. Số 15 là số 1 là cảm biến slope, để số 1. Số 16. Số 16 là thời gian nghỉ ngơi khi lái xe. Trong trường hợp chúng ta lái xe mà quá 2 giờ sẽ có cảnh báo, thì chúng ta sẽ chọn 1. Nếu chúng ta chọn 0 thì là sẽ không cảnh báo. Menu số 17 là chúng ta hiển thị cái cảnh báo bằng tiếng kêu. Trong hợp chúng ta muốn tắt tiếng kêu đi thì chúng ta chọn số 0. Chúng ta để tiếng kêu chọn số 1. Menu số 18 là chúng ta sẽ hiển thị cái chúng ta sẽ để số 0 đi. Số 19 chúng ta để số 1 nhé. Để hot slope giảm dưới 25% sẽ có cảnh báo. Menu số 20 chúng ta để số 1 thì sẽ tự động cảnh báo. Chúng ta sẽ để số 1 nhé, để cài đặt. Và khi cài đặt xong thì nó sẽ về số 0. Menu số 21 chúng ta cũng không quan trọng lắm. Xong khi hoàn thành xong thì chúng ta sẽ kích nút giữa này, giữ 5 giây để quay về hành chính.
1, 2, 3, 4, 5. Đấy, sau khi qua màn hình chính xong thì tất cả các vị trí absolute này nó sẽ hiển thị lên và chúng ta sẽ phải di chuyển với tốc độ là 100 km/h, di chuyển tốc độ là trên 20 đến 50 km/h trong khoảng 1 cây. Thì ngay lập tức chúng ta sẽ có cái setup absolute xong. Ở menu số 20 chúng ta chuyển về vị trí số 1 nha. 19, 20. Đây 20 chúng ta chuyển về vị trí số 1. 21 số 0. Sau khi chuyển vị trí 1 chúng ta ấn giữ 5 giây. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chạy để chúng ta cài đặt toàn bộ giá trị absolute.